Lệ Quyên để lộ tình trạng yêu đương với Lâm Bảo Châu qua một chi tiết. Chia sẻ của Lệ Quyên thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mới đây, Lệ Quyên đã thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dịp Giáng sinh sắp tới. Đồng hành cùng Lệ Quyên chắc chắn không thể vắng mặt bạn trai Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên đã đăng tải hình ảnh cùng Lâm Bảo Châu đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khéo léo chứng tỏ tình trạng yêu đương với Lâm Bảo Châu khi sử dụng loạt nhạc Woman in Love. Qua đó có thể thấy được Lệ Quyên vẫn đang rất hạnh phúc cùng Lâm Bảo Châu. Cách đây không lâu, Lệ Quyên cũng làm dấy lên nghi vấn chia tay Lâm Bảo Châu khi đăng tải trạng thái tâm trạng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó đã lên tiếng phủ nhận và dân mạng cũng phát hiện ra dòng trạng thái kia chỉ là lời của một câu hát. Đây có thể chỉ là thói quen dùng mạng xã hội của Lệ Quyên. Từ khi công khai một quan hệ tình cảm với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên cũng rất thoải mái sánh đôi cùng nam diễn viên ở nhiều sự kiện, như các buổi gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng không ít lần biểu cảm và hành động thờ ơ của Lâm Bảo Châu dành cho bạn gái Lệ Quyên dấy lên nhiều nghi vấn tranh cãi. Về phía Lệ Quyên, nữ ca sĩ cũng nhiều lần thẳng thắn lên tiếng bảo vệ bạn trai trước những công kích từ một bộ phận khán giả. Thời gian qua, Lệ Quyên đã cho thấy tần suất làm việc vô cùng chăm chỉ khi thường xuyên có những buổi biểu diễn trong và ngoài nước. Những đêm diễn của Lệ Quyên luôn trong tình trạng cháy vé,